Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Trong phần tiểu mục góc nhìn phản ánh về tình trạng tái diễn nhiều phương tiện xe trọng tài lớn tham gia giao thông tại một số tuyến đường nội thị thành phố Thái Nguyên và vấn đề nêu cao ý thức chấp hành luật khi tham gia giao thông của người điều khiển phương tiện nhằm bảo đảm an toàn giao thông cũng như góp phần xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn. Tiếp đó là phóng sự phản ánh vấn đề tái diễn tình trạng không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông ở phần tiểu mục chung tay xây dựng văn hóa giao thông. Và như thường lệ, mở đầu chuyên mục Văn hóa giao thông hôm nay là những tin tức giao thông đáng chú ý trong phần tiểu mục tin tức giao thông. Tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Trong tháng 4, Phòng Cảnh sát Trật tự Công an thành phố Thái Nguyên đã phát hiện xử lý vi phạm hành chính đối với 409 trường hợp, trong đó có 134 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 90 trường hợp về điều khiển phương tiện quá tốc độ, 23 trường hợp về quá khổ quá tải, còn lại là các trường hợp vi phạm về điều khiển xe mô tô, xe máy, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng khi tham gia giao thông, dừng đỗ xe không đúng nơi quy định, điều khiển phương tiện tham gia giao thông không có giấy phép lái xe và một số lỗi vi phạm khác. Qua đó, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 351 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước trên 760 triệu đồng. Số km đường sông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên không lớn, các bến đỏ ngang dân sinh, bến bãi kinh doanh tập kết, bốc xếp hàng hóa cũng không nhiều. Tuy nhiên, những nguy cơ mất an toàn giao thông từ hoạt động của các phương tiện giao thông đường thủy luôn tiềm ẩn. Để hạn chế mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản do tai nạn giao thông đường thủy gây ra, thì việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường thủy nội địa đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Qua đó, hình thành ý thức văn hóa khi tham gia giao thông. Chính vì vậy, thời gian qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng văn hóa giao thông với nhiều hình thức phong phú và đa dạng, từ đó đã mang lại hiệu quả. Đây là buổi tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa được tổ chức thường niên hàng năm do Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh, Cảng vụ Đường thủy Thái Nguyên, phường Thuận Thành, thành phố Phổ Yên phối hợp tổ chức. Tại đây, các chủ bến thủy nội địa khu vực cụm cảng Đa Phúc, chủ và người điều khiển các đò ngang sông trên tuyến sông Cầu đã được truyền đạt các nội dung cơ bản như quy định về điều kiện hoạt động của phương tiện thủy nội địa, điều kiện đảm bảo an toàn trong hoạt động chở khách trên sông, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa, một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa bị xử phạt hành chính, những nguyên nhân, hậu quả của các vụ tai nạn giao thông đường thủy thời gian qua. Bên cạnh hoạt động tổ chức các hội nghị, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh thường xuyên tiến hành nhiều buổi tuyên truyền trực tiếp tại các bến thủy nội địa, khu vực cụm cảng Đa Phúc, các bến đò ngang trên tuyến sông Cầu. Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, từ đầu năm đến nay, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh diễn ra ổn định. Lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn giao thông. Qua công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự giao thông, tháng 4 năm 2023, lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 2 trường hợp với số tiền 1,5 triệu đồng. Chiếc xe này di chuyển một đoạn đường dài qua nhiều tuyến đường nội thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Không có gì đáng nói nếu như những cây thép trên thùng xe được xếp gọn gàng đảm bảo an toàn giao thông. Và đây là những hình ảnh chiếc xe đang di chuyển trên đường Bến Tượng thành phố Thái Nguyên. Chặng đường phía trước đó là nút giao cổng chợ Thái, nơi thường xuyên có mật độ phương tiện tham gia giao thông đông và những thanh sắt dài, vắt vẻo kia luôn tiềm ẩn nguy cơ có thể rơi xuống đường bất cứ lúc nào. Để đảm bảo an toàn giao thông, các phương tiện khi tham gia giao thông khi gặp tình huống tương tự nên giữ khoảng cách an toàn, tránh những va chạm không đáng có xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, kinh tế ngày càng phát triển, nhu cầu giao thông vận tải hàng hóa ngày càng cao, đặc biệt là mật độ gia tăng các phương tiện tham gia giao thông là lái xe, xe trọng tải lớn lưu thông trên một số tuyến đường trong thành phố Thái Nguyên. Điều này luôn tiềm ẩn ùn tắc giao thông và nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế này rất cần người điều khiển phương tiện thường xuyên nêu cao ý thức trong việc chấp hành các quy định về luật an toàn giao thông. Trên một số tuyến đường nội thị thành phố Thái Nguyên, không khó để bắt gặp những hình ảnh như thế này. Cồng kềnh,
Di chuyển vào giờ cao điểm khi mật độ các phương tiện khác, đặc biệt là xe máy, xe đạp điện, di chuyển đông, rất dễ gây ùn tắc và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Xe máy thì đi rất là khó khăn khi mà có những cái xe to đi qua đây là nó rú, có những xe nó cứ rú ầm ầm trong nhà người già cứ giật mình này. Đấy, rồi nó đi với tốc độ rất là nhanh, còi to mà đi qua đây thì sợ lắm, trẻ con cứ giật mình chạy rú vào. Nhiều hôm là những xe chở đầy quá, rơi đất cát đầy đây, chúng tôi lại phải ra dọn. Đầy nhà cứ phải bán hàng, cứ ngày phải lau mấy lần. Nó không đảm bảo cho người đi lại ra tham gia giao thông, rồi ảnh hưởng đến cả sinh hoạt của người dân nữa. Không chỉ tiềm ẩn mất an toàn giao thông, bụi gây ô nhiễm môi trường, mà việc người điều khiển phương tiện sử dụng tùy tiện còi hơi công suất lớn của xe cũng ảnh hưởng đến người tham gia giao thông khác và người dân sống xung quanh. Đây, nó chạy toàn xe to, cứ rầm rầm suốt đường đến cầu nhiều, đường xá nó đi ở mầm ở đây nó chạy nhanh lắm. Thực tế, những chiếc xe tải di chuyển trong nội thị thường xuyên xuất hiện các điểm mù khi tham gia giao thông. Vì vậy, di chuyển trong khu vực nội thị, nếu người điều khiển phương tiện không tập trung quan sát, thì nguy cơ xảy ra va chạm giao thông rất cao. Thực tế đã có nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra trong nội thị giữa xe trọng tải lớn với các phương tiện tham gia giao thông khác hoặc người đi bộ tham gia giao thông. Mới đây, vụ tai nạn giao thông tại khu vực cổng Bệnh viện A Thái Nguyên giữa xe tải và người đi bộ khiến một người tử vong. Theo hình ảnh ghi lại được, tại thời điểm xảy ra tai nạn, có một chiếc xe ô tô 4 chỗ sang đường khiến dòng xe bị dồn lại thành hàng. Ngay sau khi dòng xe di chuyển thì nạn nhân đã đi vào điểm mù của xe tải. Rõ ràng ở tình huống này, sự chủ quan, thiếu quan sát của cả người đi bộ và lái xe nên đã xảy ra vụ việc đáng tiếc trên. Trước thực tế này, người dân, đặc biệt là người điều khiển xe tải lưu thông trong nội thị, cần thường xuyên nêu cao ý thức chấp hành các quy định của Luật An toàn Giao thông Đường bộ, từ đó góp phần đẩy lùi tai nạn giao thông. Có thể khẳng định ý thức chấp hành luật của người dân khi tham gia giao thông ngày càng tốt hơn. Điều này không chỉ góp phần đẩy lùi tai nạn giao thông mà còn hình thành nên nét đẹp trong văn hóa giao thông. Tuy nhiên, thời gian gần đây, ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn xảy ra tình trạng người điều khiển mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Thực trạng này không chỉ gây nguy hiểm cho chính người điều khiển phương tiện mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho những người tham gia giao thông. Tuyến đường DT261 đoạn từ thị trấn Quân Chu đến trung tâm huyện Đại Từ không khó để bắt gặp những hình ảnh như thế này. Tình trạng đi mô tô xe máy không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông khá nhiều. Trong khi đó, tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công cũng đã diễn ra phổ biến, người vi phạm ở mọi lứa tuổi. Với cá nhân tôi thì cứ lên xe là đội mũ thôi, tại vì cái đấy nó là cái đảm bảo cho chính bản thân mình. Bất cứ người tham gia giao thông nào đều không mong muốn để xảy ra tai nạn giao thông. Thế nhưng ý thức chấp hành luật giao thông thì không phải ai cũng nghiêm túc thực hiện. Đèo 3, đèo 4, không đội mũ bảo hiểm, thậm chí là có hành vi chống đối như né tránh, quay đầu xe bỏ chạy khi gặp lực lượng chức năng như thế này. Ra đường mà không đội mũ bảo hiểm thì trước hết là cũng làm mình là một là cái nỗi lo cho mình. Thứ hai là nỗi lo cho cả gia đình. Có những bạn là không đội mũ bảo hiểm rồi gây ra tai nạn giao thông, rồi bây giờ là không còn nhớ nổi là mình là ai nữa. Các hành vi vi phạm người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm theo quy định có dấu hiệu gia tăng. Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự chúng tôi sẽ tăng cường tối đa lực lượng phương tiện, tiến hành tuần tra kiểm soát và tập trung vào các tuyến đường trung tâm, sử dụng hình thức tuần tra kiểm soát cơ động để phát hiện, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm của người điều khiển mô tô gắn máy không đội mũ bảo hiểm. Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông không chỉ thể hiện ứng xử văn hóa giao thông mà còn mang đến sự an toàn cho bản thân, những người xung quanh và để sau mỗi chuyến đi, mỗi hành trình là niềm hạnh phúc khi trở về nhà.
Chuyên mục văn hóa giao thông do Phòng Thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.